Vô được chứ. Cái nhiều chung không có lãi chung. Những cái... Mày đây là sao leo? Ngôi tháp cổ có niên đại hàng trăm năm. Không biết thì chú có nghĩ là ngôi tháp này so với hồi nãy ngọn núi mình đi hướng nào chú? Là... bên đây hả? Tiếp tục hành trình của mình thì mình sẽ đi theo chú Thăng, năm nay 68 tuổi, để tìm về một cái ngọn tháp cổ cũng khá là bí ẩn hả chú Thăng? Nè, đang trên cái đoạn đường đi về lại ngôi chùa thì cũng men theo một cái triền núi như thế này, và cũng khá là vất vả khi mà nếu như một mình thì không biết đường đi xuống núi luôn á. Một mình không biết đường đâu ha chú ha? Không biết đâu. Đây là tìm lối xuống núi nè. Lối này có mộ không chú? Ủa, chưa có. Dạ. Ở trước mặt chú có. Trước mặt nhà đây. Dạ. Nhà chú đây, ở hát đó. Nhà chú đang hát đó hả? Giờ chú cháu mình đi đâu? Giờ đi về nhà rồi vô chùa. Vô chùa ha. Ở nhà chú đây nè. Đây, đó, đó cô ở đó. Chú canh tác đó luôn hả? Đó, chú người ta, chú làm ở dưới kia, kia đó. Dạ. Mình dẫn mình đi là không sót một cái nào hả chú ha? Không sót á. Không sót luôn. Chỗ may chỗ nào chú thường đi chú biết. Cũng may mắn cho con là gặp được chú á. Đúng không? Mọi người dân địa phương mà có năng có đi gần từ nhỏ chú. Đi vô để ra gần. Đây là chùa hả chú? Chùa. Ồ, không biết đường đi lên đâu. Bà cô. Viên tịch ở đó. Đây này có mấy mà cô được lắm. Dạ. Ngôi bảo tháp, ngôi tháp mà coi như là cổ nhất ở đây mà nằm ẩn mình ở trong một cái lùm cây như thế này. Ngay gần thì xung quanh ngôi tháp này có những cái trụ mà trắng yếm thôi. Bình thường thì chắc người dân ở địa phương khác không ai biết đâu hả chú? Nó nằm ẩn mình trong một cái lùm cây. Giờ cái hình đó đâu biết có thấy mình mà. Dạ. Ồ. Chú biết cái tháp này nó xây từ thời nào và nhằm mục đích gì không chú? Không hiểu, để chú là tuổi như còn nhỏ giờ chứ mà còn nhỏ tuổi hầu kia rồi chứ. Dạ. Hả? Đây cái mộ gì vậy chú? Đây, mộ của người đồng bào. Người đồng bào ha? Đồng bào của mình á. Đó, cái mộ đó mình y chì vô trong mình đưa ra coi y chì đúng rồi. Biết liền mà. Cái mộ này nó có cấu trúc 3 tầng. Thần tháp nè. Phần chốt của tháp. Hầu chốt kia có bắp sen. Ở thần chốt có bắp sen. Bắp sen mà giờ cái rút cuộc hầu kia cái rồi chỉ nhỏ chỗ bờ rồi cho lên leo lên nó xô ngã mẹ. Leo lên hả chú? Nó leo lên, nó xô ngã mẹ nữa. Nhưng mà cái tháp này có hướng ra vô gì không chú? Có hướng vô tháp không? Có cái đường nhảy xuống á. Dạ. Là đi vô tháp được ha. Và chúng ta nhận thấy được rằng này các tháp này đó thì được xây bởi những cái viên gạch rất là cứng. Gạch rất là khối lượng lớn, nó giống như là những cái tháp của người Chăm á chú. Đúng rồi, đây là gọi là đá mài. Đá mài. Đây gọi đá mài nè. Dạ. Đá mài mà rượu đó. Hồi xưa người ta làm tháp đây là bằng, bây giờ cậy ra là mài rửa vô địch luôn mà không, ở đây không có ai phá. Dạ. Còn ở dưới đây dự bởi những cái viên gạch nung hả chú ha? Đây là gạch nung hả chú. Lên đó là đá mài, kêu là đá mài. Hồi xưa người ta làm đá mài rồi. Đây đó, đá mài không á. Tháp này có kích thước bao cao chú ước lượng được không? Chắc cũng trên 10 mét chứ. Trên 10 mét. Trên 10 mét chứ. Đó. Và ba tầng, cái tầng ở đây là lớn nhất, tầng dưới lớn nhất. Chút xíu nữa hai chú cháu mình vô tháp rồi không?
đâu, đi chung đâu được. Chui vô tháp được không? Đâu có ngõ nào chung. Ủa? Ờ. Không có ngõ chung vô hả chú? Không. Bít bùng hết luôn hả? Bít bùng luôn, hết luôn. Không có ngõ chung vô tháp đâu. Ủa? Vậy là tháp này có phải là xây để trấn yểm, hay là để cho ai an nghỉ, hay là nhằm mục đích gì mà lại không có cửa vô ta? Thì do cái hậu xưa người ta làm đó, người ta không chịu cửa vô, bởi vì chắc là ở dưới là cái mộ, dính giữa cái mộ gì đó cũng chưa hiểu. Dạ. Mà người ta xin mà không có ngõ vô. Không có ngõ vô? Không. Mà ngoài trước có tấm bia. Trong lỏng tổng à. Bọng hả chú? Bọng trong đó. Dạ. Bọng, bởi vì cái đợt mà ông á, ông nó dồn đó, nó làm ố ông mặc á, biết không? Dạ. Có hai đứa nó chuồng dồn đó, nó lấy. Chuồng vô đó luôn? À, chuồng leo đó, nó chuồng vô, nó vô nó lấy luôn. Chú leo lên được không? Không không. Không có đường nào để leo lên hả chú? Ừ. Mày đây là sao leo? Ngôi tháp cổ có niên đại hàng trăm năm, không biết thì chú có nghĩ là ngôi tháp này so với hồi nãy ngọn núi mình đi hướng nào chú? Là bên đây hả? Ở đây hướng chùa đi lên. Chùa đi lên, chùa đâu? À, chùa chú thấy á, chỗ lưu quán đi lên. Không biết thì cái ngọn ngôi tháp này nó có liên quan đến cái ngọn núi đằng kia hay không? Chắc liên quan chứ, bởi vì chắc hầu đó nó chọn cái chỗ đây là đỡ là dưới núi á. Dạ. Ngang đuôi với nhau hả? Dạ. Ừ. Chắc là để trấn yểm hay nhằm mục đích gì ha chú ha? Ừ. Để cho các tiền bối ở đằng kia ăn nghỉ. À, chắc vậy á. Dạ. Ở đây đặc biệt chỗ đây có cái tháp hay không? Vòng vòng đây thì không có cái tháp nào hết không, hả chú? Không còn tháp nào hết. Bây giờ chú cháu mình đi vòng vòng hướng bên kia coi xem sao. Đúng con rồi. Nghe nói vòng vòng ở đây là nó có những cái trụ đá đó chú. Trụ đá trấn yểm á, có không chú? Không. Ở dưới kia có cái lẫm, mà cái lẫm hầu đó của đời nào biết mà. Đợt chú cháu mình bước vô hướng này. Dân á, ở đâu vô được chứ. Cái gì chung không có ngõ chung. Những cái tảng đá rất là lớn chú. Ờ, đây là. Dạ. Đá mà vừa không thì chú đẩy không. Ây, chú cầm tảng đá này lên nè, nặng không? Chú ước lượng khoảng mấy ký? Chú ra đây khoảng 2 ký chứ. 2 ký trở lên. Ừ, đá này đá đúng 2 ký rồi. Đúng không? Dày 6 phân. Đây, dày đây. Đá dày 10 phân. 10 phân. Ừ. Một gan lóng tay là 2 lóng tay. À, là 10 phân đó. Ở đây thì có những cái này đó. Đá thứ này chim vô. À, có nghĩa là lúc đầu thì người ta xây là bằng những cái viên gạch này. Viên gạch. Ừ. À, sau đó người ta sẽ ốp vô bằng vôi với lại đá trắng. Đá trắng. Ừ. Đây là kêu đá san hô nè. Ừ. Đá gì chú? Đá san hô, đá dưới biển người ta giờ ta chế để san hô nè. Nhưng mà cái này chú nghĩ là sau này hay là làm cùng một thời? Chắc đời lâu rồi mà chứ. Là chú đi qua bên đó, hai chú cháu đi qua bên đó có nhiều. Đây là trong cuộc sau này của nó cũng có bức tường không? Có tấm bia gì không chú? Không. Có tấm bia trước đó bị xóa mòn bớ đó. À. Chứ nào đó là tấm bia sau đây là tấm bia trước đó chứ. Sư phụ. Dạ. Coi tháp cổ. Quá cổ luôn ha. Ừ. Có niên đại khoảng hơn 500 năm á. Hơn nhá. Hơn 500 năm. Ừ, hơn 100 năm chứ. Có cái thành cái đồ ngoài kia đây. Thành nhưng mà bớ hết nè. Ừ. Có thành ở ngoài này luôn ha. Ừ, cái thành. Lục quá nó xoay. Nó xoay bớ lần hết. Nó chập nằm dưới. Anh cái tháp này có liên quan đến cái ngọn núi bên kia không anh? Không ha. Ở trên này là bọng, ở trên theo chú Thăng là chia ở trên này bọng. Con nghe nói, em nghe nói là ở vòng vòng đây có những cái trụ, 4 trụ đá vòng quanh tháp này à. Có không mạch? Có mà sập hết rồi. Sập rồi. Nó nằm ở kia này, hầu cái mặt cái đây ở sau mà cái quay kia mặt tiền. Mặt tiền. À mặt này là mặt sau ha. À mặt sau. Cái mặt tiền. Mặt tiền nó nằm ở kia này. Nó 40 có thành đồ. Thành đồ sập hết rồi. Vậy là cái tháp này cái mặt tiền là nó nhìn về núi. À. Nhìn về núi. À. Ở trên đó hình như là thấy một cái chữ Hán ở trên đó. À. Có chữ Hán. Ừ đúng rồi đó. Hầu nó đập ra cho nên có đập lên bắp sen đâu. Trên kia cũng có chữ nữa nè, trên kia nữa, có trên bắp sen có chữ đúng rồi. Có chữ dạ. Hết. Ừ.
Với chỗ hang á, cái đây là do mấy ông đục ảnh lấy đem mai. Đem mai á. Do những người người ta hôi của người ta lại lấy đó đó mày ha. Mày rửa mày giao. Cứ nắm kẹ nhé. Nhưng mà loại đá ở ngoài đó ở là ở đây không có hả? Không có. Đầy lâu thò xe xuống. Dạ. Ông bè mà cái lớp cả trăm tuổi chót hết rồi mà. Còn chưa biết. Chót hết rồi. Đây lớp máu lớp cháu lớp chắc. Tôi lớp chắc ông đây cũng cháu. Đều biết dẫn đi dẫn biết hướng bắt đầu dẫn đi thôi chứ còn đâu biết đi. Là cái chữ tích như vậy. Dạ. Chỗ đây hầu nó cũng phát chữ nữa. Rớt hết rồi, mất hết rồi. Giờ nó còn bên kia chữ, bên đây chữ. Chữ hán thì còn nhớ. Chữ hán thì còn. Còn chưa còn mà dưới đây nó lột hết. Trên kia rất là cao. Cao. Hầu nó lên có cái mũi nhọn thôi. Mũi nhọn nữa, có xiên nằm ở trên đó rồi chứ. Hầu mấy ông cha mà đặt. Cái này theo em nghĩ là do một số thầy phong thủy á. Chọn cái thế tháp nhìn về hướng núi bên kia núi á. Cũng như là các ngôi mộ liên quan đến ngôi mộ bên kia. Trong đây bọng hỏng bọng đấy không? Tại vì em thấy thường tháp là mình xây để chôn cất ra. Hoặc là để thờ những cái vị thần. Nhưng mà tháp này lại không có cửa vào. Nó cửa vào, mà trong đó bọng hỏng Dạ. Cũng khá là kỳ lạ khi mà cái vùng đất Tuy An này có khá nhiều điều hấp dẫn. Để cháu đưa cái hình đó tôi biết là cái tháp này liền mà.